Làm hoàn toàn thủ công từ giấy bồi, một phiên bản thu nhỏ của chợ Bến Thành đã được mang bán đấu giá vào ngày thứ Bảy, mùng 6 tháng 9 vừa qua tại thành phố Chicago, Hoa Kỳ. Đây là một trong số những hoạt động nhằm gây quỹ ủng hộ dự án Medical Aid for Vietnam. Thành lập vào năm 1994 tại Vancouver, Canada, Medical Aid for Vietnam là một tổ chức phi lợi nhuận, hàng năm tổ chức những chuyến về Việt Nam nhằm hỗ trợ về mặt y tế cho những trẻ em nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Trong các chuyến đi của đoàn đi thì khám bệnh cho trẻ em Việt Nam. Những em nào mà bị tim bẩm sinh thì đoàn sẽ ghi tên lại và đoàn tài trợ cho những em đó được mổ tim. Thì cho đến ngày hôm nay đoàn đã tài trợ trên được 1.000 em, đặc biệt năm vừa rồi là trên 100 em. Thì mỗi ca mổ tim để khoảng chừng 2.500 đô thì đoàn tài trợ tất cả. Medical Aid for Vietnam có sự tham gia của nhiều thành viên là những chuyên gia y tế trong nhiều lĩnh vực và không ít trong số đó là những người Mỹ gốc Việt. Đối với họ, những chuyến đi tình nguyện như thế này là chiếc cầu nối đặc biệt với quê hương. Trước khi tham gia thì chưa có về Việt Nam, tức là đi qua đây mười mấy năm sau thì mới về Việt Nam, và lần đầu tiên là đi về Việt Nam là đi theo chương trình. Ta vẫn muốn là được có cơ hội để đi làm ở bất cứ nước nào, nhưng mà khi mà biết là cái chương trình đi về Việt Nam thì quê hương mình thì mình muốn về trước nhất. Nhằm đảm bảo mỗi đồng tiền đóng góp của những nhà hảo tâm đều đến tận tay trẻ em nghèo chứ không dùng cho bất kỳ mục đích nào khác, mỗi tình nguyện viên đều phải tự bỏ tiền túi để mua vé máy bay, đồng thời đóng góp thêm gần 1.300 đô la Mỹ cho chuyến đi kéo dài 2 tuần về Việt Nam. Tuy nhiên, đó không phải là trở ngại đối với những tình nguyện viên như Huyền Trân, một nha sĩ đang làm việc tại Houston, Hoa Kỳ. Thích nước Việt Nam quá, yêu nước Việt Nam nên cứ về hoài. Thường thì vào mùa hè, chúng tôi hay làm vào tháng 7, thì con số lên rất là đông, có từ 80 cho đến trên 100, bởi vì có các em học sinh cùng tham gia. Còn những chuyến vào tháng 2 và tháng 10 thì trung bình khoảng từ 4 người tới 60 người. Với số lượng thành viên lớn và hầu hết là người nước ngoài, nên nhiều lúc đoàn cũng gặp một số trở ngại từ phía chính quyền địa phương. Tuy nhiên, có vẻ như tình hình đang được cải thiện nhiều kể từ khi quan hệ Việt-Mỹ nồng ấm trở lại. Thật sự thì các chính quyền đó thì trong những năm gần đây, các anh chị em làm ở chính quyền thấy họ có kiến thức và có sự suy nghĩ chặt mình phải nói là chín chắn và cởi mở hơn. Nhưng mà về vấn đề kiểm tra người nước ngoài làm việc ở tại Việt Nam thì vẫn còn những sự chặt chẽ và vẫn còn những sự rất là khó khăn. Vào tháng 10 tới đây, Medical Aid for Vietnam tiếp tục thực hiện chuyến đi thường niên của hội. Và lần này, trong số tiền mà chương trình mang theo, sẽ có thêm 1.000 đô la Mỹ từ việc bán đấu giá mô hình chợ Bến Thành.